Quân sự thế giới hôm nay ngày 23 tháng 8 có những nội dung chính sau. Mỹ thử tên lửa siêu vật âm AGM-183A. Iran trình làng máy bay không người lái mới Mohajer 10. Ba Lan mua trực thăng Apache. Theo Business Insider, truyền thông Iran đưa tin quân đội nước này đã phát triển thành công máy bay không người lái UAV mang tên Mohajer 10 với tầm bay xa hơn, lâu hơn và mang được nhiều vũ khí hơn. Chiếc UAV thế hệ mới nhất của Iran được ra mắt tại triển lãm thành tiệu công nghiệp quốc phòng với sự chứng kiến của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Mohajer 10 có khả năng hoạt động liên tục 24 giờ ở độ cao 7.300m, phạm vi hoạt động 2.000km và đạt tốc độ tối đa 210km h tải trọng tối đa 300kg hàng hóa, cho phép máy bay mang theo nhiều loại đạn dược, vũ khí và các hệ thống tác chiến điện tử và trinh sát. Các chương trình phát triển UAV của Iran thời gian qua đã bị giám sát chặt chẽ trong năm qua. Mohajer 10 có hình dạng và kích thước tương tự MQ-9 Reaper, MQ-9 Reaper của Mỹ. Với Mohajer 10, Iran là quốc gia mới nhất sản xuất một chiếc máy bay trông giống máy bay không người lái chiến đấu MQ-9 Reaper đáng gờm của Mỹ. Theo Defense The News. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo duyệt bán lô trực thăng Apache trị giá 12 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan để nước này thay thế phi đội cũ. Theo đó Ba Lan sẽ tiếp nhận 96 trực thăng tấn công AH-64E Apache từ nhà sản xuất Boeing. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này sẽ cải thiện năng lực của Ba Lan nhằm chống lại các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp lực lượng đáng tin cậy có năng lực săn đe đối phương và tham gia các hoạt động của NATO ngoài AH-64E Apache hợp đồng trị giá 12 tỷ đô la Mỹ còn bao gồm 1.844 tên lửa Hellfire, 96 tên lửa huấn luyện và 460 tên lửa không đối đất, 508 tên lửa Stinger 92K Block 1. Không quân Mỹ mới đây thông báo đã tiến hành thử vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không arv kép siêu vượt âm AGM-183A. Đây là vụ thử đầu tiên đối với loại tên lửa siêu vật âm này kể từ sau vụ thử thất bại hồi tháng 3 năm nay. Vụ thử nhằm thu thập dữ liệu giúp không quân Mỹ phát triển các loại vũ khí di chuyển với tốc độ lớn hơn Mach 5, tương đương khoảng 5.960 km h và có tính cơ động cao, khiến chúng khó bị theo dõi. Thông báo cho biết vụ thử đã thu được những dữ liệu có giá trị về các năng lực của ARW và những dữ liệu đó sẽ giúp thúc đẩy các chương trình như ARW cũng như chương trình tên lửa hành trình tấn công siêu vật âm của không quân mỹ